Bệnh viện thành phố Ngã Bảy phòng chạy thận, hôm nay Dương Hữu tiếp tục đến thăm dì Sáu ở xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy. Trao tiền của chị Lam Thị Liên ở Thụy Sĩ 2 triệu. À, dì Sáu bệnh bao lâu rồi? Dạ 7 năm. 7 năm rồi hả? Dạ. À, hôm nay cho Dương Hữu trao 2 triệu của chị Lam Thị Liên ha. Dạ. Đây 1 triệu. 2 triệu. À, xin mời dì. Tôi rất cảm ơn cô Liên nhiều vì đã giúp đỡ cho tôi có tiền thuốc chạy thận. Tiếp nói là nói gì Sáu, Dương Hậu cũng xin chúc cho chị Liên sống lâu trăm tuổi. Đây là việc làm công đức khi hỗ trợ cho người bệnh khó khăn. Hy vọng rằng được cộng sự với chị Liên để giúp các gia đình kém may mắn lâu đó. Cảm ơn chị. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909098489. Cảm ơn quý vị dành vài phút xem chương trình này.